chi tiết rồi. Thích số 9 này. Và chúng ta cùng nghe Cao Mỹ Kim nói nào. Đó. Tôi thì tôi không có làm được nhưng mà giờ mới vô khuôn. Chết. Đáp án cuối cùng 13 triệu đồng. Yeah, yeah. Không ngoài cái gì suy nghĩ. Ta phải đi Las Vegas. Las Vegas. Số tiền thưởng của chương trình lên tới 105 triệu đồng. Đại Nghĩa xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Chương trình của chúng ta có tên gốc là One of Fame, lần đầu tiên đến với Việt Nam. Và đến với chương trình này thì những người chơi sẽ có cơ hội gặp gỡ với những nghệ sĩ mà họ yêu mến. Bên cạnh đó sẽ là một cơ hội để họ thử thách về sự thông minh, sự nhanh nhạy ứng biến linh hoạt của họ. Bên cạnh đó vẫn còn cần thêm một chút may mắn. Và nếu được tất cả những điều đó thì họ sẽ có cơ hội nhận được số tiền thưởng của chương trình lên tới 105 triệu đồng. Một chương trình thật là hấp dẫn với giải thưởng vô cùng giá trị, với không thú quý vị. Còn bây giờ hãy cùng chào đón ba người chơi trong chương trình hôm nay của chúng ta. Hãy cùng xem họ là ai. Xin chào. Chào bạn, chào bạn. Bây giờ thì các bạn hãy tự giới thiệu về mình xem nào. Xin chào anh Đại Nghĩa và chào tất cả các bạn. Thì đội em tên là đội Lanh Chanh, tại vì đội rất là lanh. Nghe cái tên đội Lanh Chanh mà nhìn vô trong đội ba người thích hai người là con trai rồi. Không lẽ hai chàng trai này cũng tính tình rất là lanh chanh hả? Không, đây lanh, lanh, này chanh. Nhường cái việc cái chữ chanh cho cái người bạn gái duy nhất nữa, không biết vậy có tội cho mình quá không ha? Anh thấy sao không anh? Thế nào là tội được, thế cái mặt lại có chanh chua không? Ôi dồi ôi, nghe cái giọng là biết không có chua lắm đâu. Quả chua luôn. À, như vậy là hôm nay chúng ta đang chào đón một cô gái Hà Nội à? Dạ không. Hả? Dạ em tới từ miền Tây. Miền Tây. Như vậy là bạn cũng có cái khả năng là bắt chước và nhái giọng của các vùng miền phải không? Vậy thì ngoài cái việc mà bạn nói cái giọng miền Bắc ra thì bạn còn nói được cái giọng nào nữa không? Dạ em giả giọng TVB á, đồng phim tiếng. Hồng Kông đó hả? Ây dạ, xin chào tiểu muội à. Tiểu muội từ đâu hạ sơn xuống vậy à? À, tiểu muội chung núi với đại sư huynh mà sư huynh nói gì kỳ quá vậy? Ừ, vậy là lâu lắm rồi huynh đệ chúng ta mới gặp lại nhau đó mà. Đúng rồi, à, hôm nay á đại sư huynh đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy? Vậy là muội không nhớ sao, chứ đại sư huynh là đẹp từ nhỏ, người ta gọi là đẹp bẩm sinh đó muội à. Hèn chi, muội đẹp cũng giống đại sư huynh đó. Vậy là anh em chúng ta đẹp đều phải không đó hả? Đúng rồi đó mà. Nên vậy thì xin mời quý vị khán giả cho anh em chúng tôi về một cái tràng pháo tay vì cái sự đẹp của chúng tôi được không ạ? À? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thấy rằng là người chơi này của chúng ta cũng rất là lanh lợi, rất là duyên dáng. Đó là hai thành viên Phát và Oanh. À, thế còn cái chàng trai có vẻ trầm tĩnh nhất trong cái nhóm Lanh Chanh này là Lâm, đúng không? Dạ, bạn là cái gì Lâm? Em là Hồng Lâm. Hồng Lâm, dạ. Quê bạn ở đâu? Bọn em quê ở Long An. Quê Long An, cùng chung quê với nhau. Dạ. Cả ba người chơi thân với nhau, vì thế ngày hôm nay đến tham gia chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã gặp gỡ với nhóm Lanh Chanh, ba thành viên là những người bạn thân và họ rất vui nhộn cùng đến đây tham gia Bức Tường Bí Ẩn. Và hãy cùng cổ vũ cho họ để họ tham gia chương trình ngày hôm nay thật tốt các bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có tất cả 12 nghệ sĩ, những gương mặt rất là quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, trên truyền hình, trên sân khấu mà chúng ta đã từng yêu mến thông qua những bài hát hoặc là những vai diễn của họ. Và bây giờ chúng ta cùng chờ xem họ là ai. Xin mời. Là ca sĩ Phùng Ngọc Huy, ca sĩ Cao Mỹ Kim, người mẫu diễn viên Phi Thanh Vân, diễn viên Lý Hùng, diễn viên Kim Tuyến, diễn viên MC Hoàng Phi, ca sĩ Hoàng Bách, diễn viên Hạnh Thúy, diễn viên Quốc Cường, đạo diễn diễn viên Khoa Nam, người mẫu Thảo Trang và diễn viên Lương Thế Thành đều là những gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của Bức Tường Bí Ẩn. Yeah! Kính thưa quý vị khán giả, vòng thi đầu tiên của chúng ta rất đơn giản.
sẽ có một câu hỏi dành cho những người chơi của chúng ta đây, cũng như là cả 12 người nghệ sĩ kia. Người chơi sẽ gặp gỡ với 4 nghệ sĩ. Nhiệm vụ của người chơi là gì? Đó là họ sẽ phải phán đoán, nhận định và tìm ra xem người nghệ sĩ nào là người nghệ sĩ trả lời đúng, và sẽ mang về cho đội của mình 3 triệu đồng. Và đây có một chiếc ghế rất là dễ thương, bởi vì chiếc ghế này chúng tôi tạm gọi đó là chiếc ghế mắc cỡ. Mong rằng các bạn sẽ đừng bao giờ ngồi lên trên chiếc ghế này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với người chơi đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin mời người chơi đầu tiên, bạn Phát. À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đến với vòng thi đầu tiên nha. Ở vòng thi này bạn sẽ được gặp gỡ với 4 nghệ sĩ. Hãy cùng xem 4 nghệ sĩ đó là ai và câu hỏi dành cho bạn là gì. Xin mời. Chúng ta thấy đây có 4 gương mặt: ca sĩ Phùng Ngọc Huy, diễn viên Kim Tuyến, ca sĩ Hoàng Bách và người mẫu Thảo Trang. Câu hỏi: chú mèo máy Doraemon thường bị thua khi chơi trò gì? Bạn đọc qua câu chuyện này chưa? Dạ rồi. Bạn thích câu chuyện này không? Dạ thích. Bạn biết là con mèo Doraemon nó có cái sở thích là ăn cái món gì không? Dạ, ăn bánh rán. Và nó sợ cái gì? Chuột. Đúng. Dạ. Em nghĩ là sẽ thua trò đập chuột. Xin mời đáp án của chương trình. Đó là ảnh tù ti, quên rồi sao? À, con mèo Doraemon á, cái tay nó tròn quay nè, nó không có ngón như vậy. Thành ra mỗi khi mà bị Nobita mà dụ chơi trò chơi ảnh tù ti bao giờ cũng thua hết trơn á. Bởi vì con mèo Doraemon bao giờ nó cũng ra cái búa. Không biết là 4 người nghệ sĩ này theo bạn thì người nào là người trả lời đúng? Em sẽ chọn diễn viên Kim Tuyến. Kim Tuyến. Các bạn thấy chân Doraemon nó là ngắn đúng không? Nên là Kim Tuyến nghĩ Doraemon sẽ chơi tệ nhất ở trò nhảy cao. Sai rồi. Ôi à, tiếc quá anh bạn à. Ở đây chúng ta có tới 3 người trả lời đúng, 1 người trả lời sai, mà bạn chọn đúng ngay cái người trả lời sai. Hãy cùng xem Phùng Ngọc Huy, Hoàng Bách và Thảo Trang nói gì nha. Xin mời các bạn. Nói về hoạt hình thiếu nhi nữa, thôi khỏi nói luôn. Mà Huy nhớ mà Doraemon thường mà hay thua một cái trò chơi, đó là trò quảnh tù si. Yeah. Nobita rất hay dụ Doraemon chơi trò gì các bạn nhớ không? Quản tù tì, và lần nào Doraemon cũng thua, mặc dù rất là thông minh. Và đáp án cuối cùng của Trang là trò chơi quấn tù tì. Và Thảo Trang cũng là người đưa ra đáp án chính xác. Chỉ có bạn là người chọn lựa không chính xác ở cái câu hỏi này mà thôi. Rất là tiếc. Mời bạn đến với cái ghế mắc cỡ. Ngồi đây, ngồi đây. Cái gương mặt của người mắc cỡ thấy thương ghê lắm. Như vậy là bạn Pháp của đội Lanh Chanh đã không có cơ hội mang về cho đội của nhà mình 3 triệu đồng. Rất tiếc thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi tiếp theo của đội Lanh Chanh. Xin mời bạn Lâm. Câu hỏi dành cho bạn Lâm như sau. Chuột máy tính đầu tiên trên thế giới được làm bằng chất liệu gì? Chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 nghệ sĩ: Cao Mỹ Kim, Khoa Nam, Hạnh Thúy và Quốc Cường. Chuột máy tính đầu tiên trên thế giới được làm bằng chất liệu gì? Đoán thử xem. Câu này em thật sự là không biết luôn. Không biết. Vậy thì em đoán. Em nghĩ là gỗ. Bằng gì? Gỗ. Bạn cho rằng bằng gỗ. Dạ. Đáp án của chương trình là gì nào? Chính xác. Và trong số 4 nghệ sĩ này, bạn hãy tìm xem một người nghệ sĩ nào đó trong số 4 người này có câu trả lời đúng. Em nghĩ là em sẽ chọn anh Quốc Cường. Bạn chọn diễn viên Quốc Cường. Vì dạ. Sao bạn chọn anh ấy? Bạn biết gì về anh ấy nào? Dạ, anh ấy là một viên diễn viên. Hồi đó là có thời gian làm người mẫu, xong rồi chuyển qua diễn viên. Và bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ có câu trả lời đúng? Dạ, em nghĩ là như vậy. Xin hỏi anh Quốc Cường, với anh thì chuột máy tính đầu tiên trên thế giới được làm bằng chất liệu gì anh Quốc Cường? Không thể nào là thép được, là kim loại được. Thì nếu mà kim loại thì nó nặng quá, thì mình lúc mình rê con chuột thì nó sẽ không có được nhẹ nhàng. Đáp án cuối cùng của tôi không ngoài cái gì suy nghĩ nữa, tôi nghĩ là nhựa. Trời ơi, rất tiếc, rất tiếc. Sao bạn cũng nói gót giống như anh họ của mình vậy?
Trong bốn người này thì bạn chọn đúng cái ông mà trả lời sai. Chúng ta hãy cùng nghe Cao Mỹ Kim, Khoa Nam và anh Thúy nói nha. Mời Cao Mỹ Kim. Con chuột đầu tiên trên thế giới hả? Chắc đáng đại nha. Thôi chọn đại, Kim chốt lại là gỗ. Cao Mỹ Kim, bạn đã có đáp án đúng. Cái con chuột mà đầu tiên khi mà xài máy tính, đó là làm bằng chất liệu gỗ. Chính xác, chúc mừng bạn. Máy vi tính thì sẽ tiếp xúc với điện rất là nhiều, và mình thì lại sờ vào cái lớp đó. Nên Thúy nghĩ là con chuột máy tính đầu tiên phải là một cái chất gì đó có thể cách điện tốt. Thúy chọn đáp án cuối cùng của Thúy là làm bằng gỗ. Chúc mừng chị Hạnh Thúy, bạn mất cơ hội mang về cho đội nhà mình 3 triệu đồng. Rất tiếc. Ê, mời bạn đến đây. À, đó, rồi ông anh. Trời ơi, khán giả lêu kìa. Thôi bây giờ thì hai anh em cứ ngồi đây để mà xem người bạn còn lại của đội mình thi nha. Thưa quý vị, vẫn còn một người chơi nữa của đội Lanh Chanh. Chúng ta cùng xem cô gái cuối cùng của đội Lanh Chanh. Xin mời bạn Oanh. Có rung không anh? Hơi rung một xíu. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem câu hỏi dành cho anh là gì? 64 là biển số xe máy của tỉnh nào ở nước ta? Cho tôi biết đáp án của chương trình. Vĩnh Long. Bởi vì tôi muốn cho bạn biết luôn đáp án. Bởi vì thường là con gái đi xe đó, họ cũng ít quan tâm tới cái việc mà biển số xe, số máy thì nó thuộc tỉnh thành nào lắm. Thôi thì tốt nhất là cứ để cho bạn thoải mái, không làm bạn mất tự tin. Nhưng mà trong số 4 người này có người không biết đó. Theo bạn thì Lý Hùng, Phi Thanh Vân, Hoàng Phi và Lương Thế Thành, ai sẽ là người có câu trả lời chính xác? Anh Hoàng Phi á, nhìn chịu chơi, chắc cũng chịu chạy xe lắm. Vậy là bạn chọn ai? Em chọn anh Hoàng Phi. Bạn chọn Hoàng Phi. Thử xem Hoàng Phi có biết câu trả lời này hay không nha. Mời Hoàng Phi. 64 thì Phi khá là thấy rất là ít. Lâu lâu mới thấy được một vài chiếc xe. Nhưng mà theo những gì Phi biết thì 64 là bản số xe của Vĩnh Long. Yeah! Chúc mừng bạn. Tôi cũng hồi hộp ghê lắm. Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì mấy cái ông mà nói mà khí thế lắm ha, làm dữ lắm ha, rồi cuối cùng trả lời trách quốc à. Thế còn ba nghệ sĩ còn lại thì sao? À, các bạn biết rồi, ở Việt Nam chúng ta rất là rộng lớn nè, mỗi tỉnh đều có một số riêng, thì số 64 cũng là một số rất là lớn các bạn ha. Ba Lý Hùng sinh ra lớn lên đó là tại Vĩnh Long, 64 tỉnh Vĩnh Long. 64 là biển số xe máy của tỉnh thành nào? À, một ngày vẫn thấy rất là nhiều các xe máy chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, nhưng thề với lòng luôn là không để ý cái biển số xe mấy, mà toàn là để ý các bạn trai các bạn gái lái xe mà. Thôi để mình đoán ha, 64 rồi. 64 là biển số xe máy ở thành phố Vũng Tàu. Rất may là bạn đã không chọn cô ấy, bởi vì Phi Thanh Vân có thể là không phải là người mà trực tiếp lái xe, thường là có tài xế riêng hoặc là người này người kia chở. Và như vậy là bạn Oanh ở cái câu hỏi đầu tiên vòng một này, bạn sẽ có một phần thưởng trị giá là 3 triệu đồng. Chúc mừng Oanh. Bây giờ thì Oanh có thể hiên ngang, tự tin, vui vẻ đi chân sáo về chỗ của mình. Đó. Vòng 1 đã kết thúc với số tiền thưởng là 3 triệu đồng thuộc về đội Lanh Chanh. Chúng ta cùng xem họ có ghi thêm nhiều điểm thưởng ở vòng thi thứ 2 hay không. Và trước khi đến với vòng thi thứ 2 thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đã đến với vòng 2 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Ở vòng thi thứ 2 này thì chúng tôi sẽ có tất cả là 3 chủ đề để cho những người chơi lựa chọn, và họ sẽ phải là người đưa ra đáp án cho cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra. Nếu như mà họ trả lời đúng thì họ mới được quyền
gặp gỡ những người nghệ sĩ và tham gia tiếp cuộc chơi. Và nếu như họ trả lời sai các câu hỏi thì họ sẽ phải ngồi lên trên cái chiếc ghế mắc cỡ kia và bị khán giả lêu lêu. Và vòng thi thứ hai này, nếu như mà một người có thể mà trả lời đúng cũng như là tìm ra đúng được cái người nghệ sĩ có câu trả lời giống như mình thì sẽ có cơ hội nhận được số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Đó. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với người chơi của đội Lanh Chanh, xin mời bạn Oanh. Hồi nãy đó mình là người chiến thắng ở vòng 1 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ khởi động cho cái vòng 2 này, hy vọng là sẽ mang lại may mắn cho đội nhà mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những chủ đề dành cho bạn. Đó là gì? Điện ảnh, văn hóa, quốc hòa. Bạn thích chủ đề nào? Em chọn quốc hòa. Quốc hòa là có thể xem như là một cái loài hoa nào đó tượng trưng cho một cái đất nước, đúng không? Dạ. Chủ đề quốc hòa và câu hỏi như sau. Loài hoa nào được chọn là quốc hoa của Ấn Độ? Có xem phim Ấn Độ không? Có coi mà lâu quá quên rồi. Trong phim bạn có thấy rằng những cái cô gái thường đeo một cái tràng hoa, rồi hoặc là họ tặng cho nhau, hoặc là mang đến chùa để dâng cúng á, những cái loại hoa nào bạn nhớ không? Như hoa đó màu vàng thì phải. Hỏi ý kiến hai người bạn của mình xem sao. Biết hoa gì không? Cúc hả? Theo phát nghĩ là hoa sen. Sen là của Việt Nam. Biết đâu, biết trùng không? Biết không Lâm? Thôi để tự trả lời luôn cho khỏi đi. Em chọn hoa cúc. Bạn chọn hoa cúc là quốc hoa của Ấn Độ. Vậy thì chúng ta cùng xem đáp án của chương trình đó là gì nào. Hoa sen. I'm so sorry. Tiếc quá, trong khi bạn Phát đã có gợi ý là hoa sen nhưng mà bạn đã không chấp nhận cái phương án đó. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem những người nghệ sĩ nào sẽ phải trả lời câu hỏi này giống như anh. Đó là Phùng Ngọc Huy, Hạnh Thúy và Hoàng Phi. Mời Huy. Nước Bungary là rất là thích hoa hồng. Còn bên mà nước Hòa Lan á, là hoa tulip. Nên Huy nghĩ một loài hoa mà quốc hoa của Ấn Độ đó là hoa sen. Theo Phi thì Ấn Độ nổi tiếng với cà ri. Cà ri có hoa không ta? Nếu có thì Phi nghĩ hoa cà ri sẽ là quốc hoa của Ấn Độ. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe nói là có hoa cà ri. Như vậy là Hoàng Phi là người trả lời sai cái câu hỏi này. Nhưng mà cũng rất tiếc là anh cũng không đưa được đáp án đúng. Vì vậy bạn mất đi cơ hội mang về cho đội mình 4 triệu đồng. Bạn hãy đến với chiếc ghế mắc cỡ này nha. Đến đây nào. Bây giờ thì hiểu cái cảm giác của hai người bạn mình nãy ngồi đây như thế nào ha. Nhưng mà không sao cả, mình ngồi đây mình cổ vũ tinh thần cho họ, động viên họ để họ trả lời xuất sắc những câu hỏi tiếp theo, mang tiền thưởng về cho đội của mình nha. Rồi, chúc bạn ngồi đây thư giãn. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi tiếp theo của đội Lanh Chanh. Xin mời bạn Lâm. Đây. Hồi nãy cảm giác ngồi trên ghế mắc cỡ làm sao? Có mắc cỡ lắm không? Dạ, bình thường cũng không mắc cỡ lắm. Sao mấy bạn chọc dữ quá? Nhưng cũng mắc cỡ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho bạn ở vòng 2 này. Điện ảnh, văn hóa, bạn chọn cái nào? Em chọn chủ đề điện ảnh. Chọn chủ đề điện ảnh. Câu hỏi dành cho Lâm ở chủ đề điện ảnh đó là... Phim điện ảnh nào của đạo diễn Victor Vũ có sự tham gia của diễn viên Huy Khánh và Bình Minh? Thật sự thì em cũng không rõ câu này lắm. Phim Việt Nam có thường xuyên xem không? Em ít khi xem Việt Nam. Hỏi ý kiến của Phát coi thấy anh chàng kia có vẻ là muốn nói với bạn điều gì đó. Anh cũng sao? Không có thường coi phim Việt Nam lắm. Nhưng mà anh đoán có lẽ là phim Âm mưu dày gót nhọn. Thôi thì em chọn đáp án của anh em đi. Âm mưu dày gót nhọn. Chúng ta xem phải hay không nha. Tình xa xứ. Cô dâu đại chiến là có Huy Khánh thôi chứ không có Bình Minh. Còn cái phim Chuyện tình xa xứ này là một bộ phim cũng cách đây
vài năm trước, trước bộ phim Cô Dâu Đại Chiến, trong đó có sự góp mặt của Bình Minh nè, có sự góp mặt của Huy Khánh. Rất tiếc là Lâm cũng đã không đưa ra được đáp án chính xác ở câu hỏi này. Vậy thì chúng ta hãy xem những người nghệ sĩ là những người hoạt động trong giới nghệ thuật, họ có trả lời được câu hỏi này hay không nha. Mời anh Lý Hùng. Thì các bạn cũng biết là bộ phim đó rất tình cảm, nói về cái nỗi buồn ở những du học sinh ở nước ngoài. Bộ phim này cũng là một đạo diễn Việt Kiều về Việt Nam làm phim, đó là đạo diễn Mr. Vũ. Đáp án đúng của chúng ta là bộ phim Chuyện Tình Xa Xứ. Đúng như vậy, anh Lý Hùng đã cho câu trả lời chính xác. Huy Khánh với Bình Minh là hai người diễn viên nổi tiếng nữa, Victor Vũ cũng vậy. Hỏi đó bộ ba đó mà gắn kết ai không biết bộ phim này. Bộ phim đó có tên gọi là Hải Âu Phi Sứ. Hải Âu Phi Sứ, một cái bộ phim đình đám của Đài Loan, Lưu Tuyết Hoa đóng. Anh chàng Khoa Nam là anh chàng đưa ra đáp án sai. Tiếc là bạn cũng không có câu trả lời đúng trong câu hỏi này. Bạn mất đi cơ hội mang về cho đội mình 4 triệu đồng. Đến đây rồi. So sorry. Không sao cả ha. Lần thứ hai mình ngồi trên chiếc ghế này, cảm xúc nó quen rồi. Không có ăn nhầm gì tới những cái sự lêu lêu của những người xung quanh. Thưa quý vị, còn bây giờ hãy cổ vũ cho người chơi cuối cùng của đội Lanh Chanh, đó là bạn Phát. Cố gắng nha. Hai thành viên của đội mình đã ngồi trên chiếc ghế mắc cỡ rồi. Đừng có là thành viên thứ ba ngồi chung trên đó nha. Chủ đề dành cho bạn đó là chủ đề văn hóa. Chỉ còn một cái mà thôi, không còn sự lựa chọn nào cả. Câu hỏi như sau. Trong lễ đính hôn của dân tộc Ê Đê, cặp vòng được trao cho đôi nam nữ được làm bằng chất liệu gì? Em nghĩ là bằng bạc. Bạn cho rằng đó là bằng bạc. Và cho tôi biết đáp án của chương trình. Trời ơi, sao hay vậy, sao hay vậy? À, một ý tưởng lóe lên trên đầu. Trời ơi, cái lóe này nó đột biến vậy nè hả? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của các nghệ sĩ xem họ nghĩ như thế nào. Xin mời. Đó là Lương Thế Thành, Thảo Trang và Kim Tuyến. Ai là người trả lời đúng? Bạn hãy chọn một người. Em sẽ chọn chị Kim Tuyến lần nữa. Tôi muốn biết ý kiến của diễn viên Kim Tuyến. Thì trong quá trình quay phim thì rất là may mắn là Kim Tuyến được tham dự một cái lễ cưới của một đôi nam nữ trẻ thuộc dân tộc Ê Đê. Thì những người dân trong đó họ có nói là cái điều quan trọng nhất là đó là cái sính vật mà cô dâu và chú rể trao cho nhau, đó là chiếc vòng bạc. Phải câu trả lời chốt đó là chiếc vòng bạc. Kim Tuyến đã trả lời chính xác. Mời Lương Thế Thành. Các bạn cũng biết là công việc của Thành là một diễn viên, nhưng mà thật ra dân tộc Ê Đê chưa bao giờ Thành lên trên đó đóng phim hết. Thường thường dân tộc người ta thích hoa hay gì chẳng hạn, Thành đó là cặp vòng hoa. Bạn đã tìm ra người có đáp án đúng giống như bạn, đó là diễn viên Kim Tuyến. Và bạn mang về cho đội của mình được 4 triệu. Rồi bây giờ bạn cứ thoải mái tự tin trở về chỗ của mình. Thưa quý vị, như vậy là điểm số của đội Lanh Chanh sau 2 vòng thi đó là 7 triệu đồng. Wow. Và số tiền thưởng này sẽ còn tăng lên nữa nếu như họ tiếp tục chinh phục được vòng 3 của chương trình. Hãy cùng đến với vòng 3 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Quý vị khán giả, chúng ta đã đến với vòng thi thứ 3 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Ở vòng thi thứ 3 này thì những người chơi của chúng ta cũng sẽ phải là người đưa ra đáp án, và nếu như họ có đáp án đúng thì họ mới tiếp tục với cuộc chơi của chúng ta. Và lần này thì khó hơn, có nghĩa là chỉ có 2 nghệ sĩ tham gia trả lời thôi, và trong đó dĩ nhiên có một người trả lời đúng và một người trả lời sai, có nghĩa là xác suất 50-50. Điều đó sẽ rất là khó khăn cho những người chơi. Họ phải cân nhắc xem ai là người đưa ra đáp án đúng của chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi đầu tiên. Xin mời bạn Lâm. À,
Bạn Lâm thân mến, bây giờ đội của mình đang có là 7 triệu đồng. Và mỗi một lượt chơi nếu như mà các bạn chiến thắng á, thì các bạn sẽ có số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Vòng thi thứ 3. Vòng 3 chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Đội bóng của quốc gia nào là nhà vô địch World Cup 2014? Quá mới, mới năm ngoái thôi. Bà là người thích thể thao. Nhưng mà rất tiếc là bóng đá là không phải sở trường của em nữa. Hỏi hai người kia. Đức, nhớ mày mãi. Đức, em chọn câu trả lời Đức cuối cùng. Em nói Đức. Quốc gia đã giành giải vô địch World Cup 2014 đó chính là nước. Hỏi nhỏ hai người đứng ở kia, cái nước Đức này là ý kiến của người nào đưa ra vậy? Trời ơi, cái cô gái mà tranh của nhóm đó lại là cái người biết về thể thao, biết về bóng đá rành hơn hai cái ông này. Nhưng mà thử thách chưa dừng lại đây, sẽ có hai nghệ sĩ cùng tham gia trả lời cõi này. Chúng ta cùng xem đó là ai. Cao Mỹ Kim và Hoàng Bách. Trong hai người này có một người trả lời đúng và một người trả lời sai. Bạn nghĩ ai là người trả lời đúng? Hoàng Bách và Cao Mỹ Kim. Em sẽ chọn Hoàng Bách. Rồi. Bạn chọn Hoàng Bách luôn. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Theo bạn Lâm thì đó là Hoàng Bách. Còn theo tôi sẽ tiết lộ điều đó cho quý vị khán giả biết, cũng như tiết lộ cho Lâm biết sau ít phút nữa nha. Chúng ta đã quay trở lại với vòng thi thứ 3 của Bức Tường Bí Ẩn. Và ở vòng thi này, câu hỏi đội bóng của quốc gia nào là nhà vô địch World Cup 2014 thì bạn Lâm đã đưa ra được đáp án đúng là đội tuyển Đức. Nhưng giữa Hoàng Bách và Cao Mỹ Kim thì không biết rằng ai là người có câu trả lời đúng đây. Theo Lâm thì đó là Hoàng Bách. Chúng ta hãy cùng nghe Hoàng Bách chia sẻ nha. Mời Bách. Chỉ có 2 hoặc 3 quốc gia có thể vô địch ở đây thôi, là Brazil, Argentina hoặc Uruguay. Uruguay thì hơi yếu. Lịch sử đã được phá vỡ rồi, và đội tuyển đầu tiên phá vỡ được cái lịch sử này là một đội tuyển rất mạnh. Các bạn nhớ đội tuyển nào không? Đội tuyển Đức. Trời ơi, mừng quá. Nói ba đội em thấy rung rồi. Anh đã đưa được đáp án chính xác, đó là đội tuyển Đức. Thế còn cô ca sĩ Cao Mỹ Kim, cô ấy sẽ cho là đội nào đây? Chúng ta cùng nghe. Kim thấy nếu mà thắng nhiều trận thì Brazil với Pháp hả? Kim nghĩ là người đạt giải World Cup năm đó là Brazil. Cô ấy nói rằng Brazil. Con gái mà, nhất là ca sĩ nữ nữa, đi diễn đi hát về mệt là chỉ muốn ngủ thôi, không có quan tâm nhiều tới đáp án đâu. Chính vì thế cô ấy đã không đưa ra được đáp án chính xác. Còn bạn thì đã chọn được đáp án đúng, đó là ca sĩ Hoàng Bách. Và hãy nhìn xem số tiền thưởng dành cho bạn đã được nâng lên thêm 5 triệu đồng. Chúc mừng. Rồi mời bạn. Thưa quý vị, như vậy là ở vòng thi thứ 3 có một sự khởi đầu may mắn hơn hai vòng thi trước, đó là bạn Lâm đã mang về cho đội của mình được 5 triệu đồng. Hy vọng rằng cái điều này sẽ tiếp tục đến với hai thành viên còn lại của đội nha. Tiếp theo xin mời bạn Phát. Bây giờ thì cảm thấy là có tinh thần hơn nhiều rồi đúng không nào? Dạ đúng rồi. Mình vừa mới trả lời đúng câu hỏi ở vòng 2 xong. Vòng 3 thì người anh em của mình cũng vừa mới trả lời đúng xong. Tinh thần lên hẳn, phấn chấn hẳn. Chúng ta cùng xem câu hỏi dành cho bạn là gì? Loài dê không có răng trước ở hàm nào? Wow. Vậy thì theo bạn, loài dê không có răng trước ở hàm nào? Dê bị hô. Em nghĩ là loài dê không có răng trước ở hàm dưới. Và theo bạn Phát đó rằng loài dê không có răng trước ở cái hàm dưới, cho nên con dê nó bị hô. Thử xem đáp án của chương trình đó là con dê nó không bị hô. Con dê nó bị mớm. Bây giờ chúng ta cùng xem các nghệ sĩ của chúng ta trả lời như thế nào nha. Xin mời. Có hai nghệ sĩ, Kim Tuyến và Khoa Nam. Mời Kim Tuyến. Thì có một lần Kim Tuyến đi ngang các tỉnh miền Trung, rất may mắn là lúc đó là những con dê đang ăn cỏ,
Và Kim Tuyến thấy rất là rõ những con dê nhai như thế này nè. Cách nhai của loài dê đó đã cho Kim Tuyến thấy rất là rõ hàm răng dưới. Vậy nên câu trả lời chốt lại của Kim Tuyến đó chính là loài dê không có hàm răng trên. Chúc mừng bạn. Kim Tuyến, bạn đã đáp án đúng. Rồi, gặp cái ông đạo diễn này nữa. Khoa Nam, bạn nói nghe xem. Tuần trước có một thằng bạn ở Hàm Luông. Hàm Luông là sao Hàm Luông á? Nó mới qua bên này, nó rủ Nam đi ăn thịt dê. Nó mới đố Nam một điều là hỏi con dê không có răng trước ở hàm nào. Rốt cuộc đâu trả lời được. Thì ra thằng bạn Hàm Luông nó tiết lộ một điều: con dê không có răng trước ở hàm hàm dưới. Như vậy là tiếc quá. Ở trong cái vòng thi thứ ba này thì bạn có một cái sự không may mắn ở đây. Bạn nhìn xem, mình mất đi số tiền thưởng dành cho đội mình là 5 triệu đồng. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ hai phải không? Lần thứ hai mời bạn thẳng tiến. Tôi rất thích, bởi vì cả bạn và tôi ngồi lên đây đều rất là khớp nhạc. Mặc dù cái bài nhạc này nó không làm cho bạn cảm thấy vui một chút nào cả. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ người chơi cuối cùng của đội Lanh Chanh. Xin mời bạn Oanh. Đây. Cố lên. Đội của mình bây giờ đang có 12 triệu đồng rồi. Nếu như bây giờ bạn thắng được ở vòng này, bạn sẽ có thêm 5 triệu nữa là 17 triệu đồng. Khá hấp dẫn đúng không? Quá hấp dẫn. Và hấp dẫn hơn nữa, khi câu hỏi dành cho bạn đó là: loài chim nào là biểu tượng của đất nước New Zealand? Lâm ơi, Lâm biết không Lâm? Theo Lâm là New Zealand. Đó là chim hải âu. Hai đứa mình mừng luôn đi. Hải âu. Hải âu. Và xin mời đáp án của chương trình đó là chim kiwi. Là một cái loài chim rất nhỏ thôi. Hả? Nó không phải là một loài chim lớn như hải âu hay là đại bàng hay là hung dữ như diều hâu. Và chúng ta xem các nghệ sĩ của chúng ta nói gì. Anh Lý Hùng và Hoàng Phi, xin mời anh Lý Hùng trước nha. Con chim biểu tượng cho New Zealand, tức là chim đại bàng. Như các bạn đã biết, chim mà thì nó có những cái đợt trú đông, nó sẽ bay liên tục, bay chỗ này chỗ kia, có thể nó có tạt ngang qua đất nước New Zealand. Bởi vậy rất nhiều loài chim có mặt ở New Zealand. Vì đã có đáp án chính xác cho câu này. Đáp án loài chim đặc trưng của New Zealand đó chính là chim kiwi. Chim kiwi, đó là câu trả lời của anh chàng Hoàng Phi. Và rất tiếc khi anh đã trả lời sai cái câu hỏi này và bạn cũng bị mất đi 5 triệu đồng. Thật là đáng tiếc. Nào, mời anh đến với chiếc ghế mắc cỡ dành cho bạn nha, cùng với Phát nha. Wow. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là vòng thi thứ 3 của chúng ta đã kết thúc. Hiện nay thì điểm số của đội Lanh Chanh đang có là 12 triệu đồng. Và chúng ta sẽ hy vọng rằng khi đến với vòng thi thứ 4, điểm số này sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi quan trọng nhất của chương trình chúng ta, vòng chung kết của Bức Tường Bí Ẩn. Vòng chung kết này chúng ta sẽ chứng kiến 12 nghệ sĩ sẽ cùng trả lời một câu hỏi với ba người chơi của chúng ta. Và trong số 12 nghệ sĩ này sẽ có 6 người trả lời đúng và 6 người trả lời sai. Nhiệm vụ của ba người chơi đó là lần lượt từng người lên đây để mà chọn ra một người trả lời đúng và một người trả lời sai trong số 12 nghệ sĩ đó. Và nếu như mà họ chọn đúng như vậy thì họ sẽ lần lượt, thứ nhất là có thể bảo toàn được số điểm thưởng mà họ đang có sau 3 vòng thi trước. Rồi thứ hai, nếu như họ vẫn tiếp tục chọn đúng thì họ sẽ có cơ hội nhân đôi tổng số điểm mà họ đang có. Và người thứ ba, nếu như mà chiến thắng thì họ sẽ có thể nhân 3 tổng số điểm mà họ đang có hiện nay. Hiện nay thì đội Lanh Chanh đang có số điểm thưởng là 12 triệu đồng. Và xin mời người chơi đầu tiên của đội Lanh Chanh, ai muốn tham gia đầu tiên nào? Xin mời Oanh. Đây là vòng quan trọng nhất nha. Điểm thưởng của đội mình đang là 12 triệu đồng. Nếu như bây giờ bạn có thể lựa chọn ra được một người nghệ sĩ trả lời đúng nè, một người nghệ sĩ trả lời sai nè, thì
Trước tiên là bạn sẽ được bảo toàn điểm thưởng là 12 triệu cái đã nha. Chúng ta hãy cùng xem 12 nghệ sĩ của chúng ta sẽ đến với câu hỏi nào đây. Xin mời. Trên bàn phím máy tính ký tự nào đứng bên phải ký tự D? Trời, cái bàn tính là nó quen thuộc với mọi người lắm rồi đúng không? Đáp án của chương trình đó là chữ F. Trong 12 người này có 6 người trả lời đúng và có 6 người trả lời sai. Bạn nghĩ ai là đúng, ai là sai? Bạn hãy chọn. Cao Mỹ Kim trẻ nè, dễ thương, chắc nhiều bạn bè, chát chích tối ngày, chắc bấm, chắc biết. Em chọn người trả lời đúng là Cao Mỹ Kim. Cao Mỹ Kim. Người sai là ai? Anh Quốc Cường chắc đi đóng phim quá, nhiều quá, mệt ngủ, không có nhắn tin. Chắc không biết đâu. Em chọn anh Quốc Cường. Là sai. Và chúng ta cùng nghe Cao Mỹ Kim nói nè. Mà nói chứ câu hỏi này cũng không làm khó được Kim đâu. Tại vì bản thân Kim là một người thích nhắn tin hay là đánh máy thì phải có dấu thì nó rõ ràng hơn, thì rất là quen thuộc với những cái ký tự trên đó rồi. Và Kim nhớ không lầm, Kim nhớ đúng là nếu là dấu sắc là chữ S mà dấu huyền là chữ F, mà nếu mà nằm hai cái ký tự đó thì là chữ D. Và câu hỏi của mình là ký tự nào nằm bên phải chữ D, thì Kim chắc chắn là chữ F. Cao Mỹ Kim đã chọn đáp án đúng. Rồi, bây giờ bình tĩnh nha. Đi nghe thử coi anh Quốc Cường anh có chọn đúng như là bạn nói hay không nha. Mời anh Quốc Cường. Tôi không có sử dụng bàn phím. Mà ngày xưa nhớ là lúc đi làm thì hầu như ngày nào cũng sử dụng laptop là nhiều. Còn bây giờ thì sử dụng iPhone hay là iPad thôi. Thì nhiều khi cái bàn phím nó bị trơn quá, mình không có để ý. Phần phải của D có thể là một phụ âm, chắc chắn là một phụ âm. Ngay D, bên phải của D là cái từ F. Wow, như vậy là anh Quốc Cường anh cũng là người trả lời đúng chứ không phải là trả lời sai. Tiếc quá, như vậy là bạn đã mất đi cái cơ hội đầu tiên, là cơ hội được nhân 3 số điểm của mình lên. Ôi, tiếc quá anh à, mời bạn lại ngồi trên chiếc ghế mắc cỡ một lần nữa. Cảm ơn bạn. Hay à, đúng là ở cái câu hỏi này cứ tưởng là đơn giản nhưng không đơn giản. Và bây giờ xin được mời người chơi tiếp theo của đội Lanh Chanh, xin mời bạn Lâm. Cũng với câu hỏi này thôi, trên bàn phím máy tính ký tự nào đứng bên phải ký tự D? Chúng ta có đáp án là ký tự F. Và bạn chọn đi, ai là người trả lời đúng và ai là người trả lời sai? Em nghĩ là anh Hoàng Phi. Hoàng Phi sẽ là người trả lời đúng. Hoàng Phi trả lời đúng. Phi Thanh Vân sẽ là người trả lời sai. Ai sai? Phi Thanh Vân. Phi Thanh Vân. Yep. Và chúng ta cùng xem Hoàng Phi và Phi Thanh Vân trả lời như thế nào nha. Nút nào nằm bên phải của chữ D? Có rất nhiều nút cho nó. Khoan, các bạn đi. Các bạn cất điện thoại vô, đừng lấy điện thoại ra đi kiểm tra kết quả, bởi vì Phi sẽ nói kết quả liền ngay bây giờ. Nút ở bên cạnh chữ D nào phía bên phải, đó chính là nút F. Yes. Cảm ơn Hoàng Phi vì bạn đã trả lời đúng. Thế còn Phi Thanh Vân thì sao? À, đối với câu hỏi ở trên bàn phím thì bên phải của chữ D nó sẽ là chữ gì? Vân gõ bàn phím mỗi ngày, trả lời email và làm việc mỗi ngày đó, nên là Vân nhớ rất là chính xác nè. Ở bên phải của chữ D, chữ S. Đúng rồi, bên phải của chữ D là chữ S. S. Yes. Hồi thật bây giờ chắc em chết. Hai, cảm ơn Phi Thanh Vân nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cái câu trả lời của bạn đã làm cho bạn Lâm cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì ngay bây giờ thì đội Lanh Chanh các bạn đã bảo toàn được số điểm của các bạn đang có là 12 triệu đồng. Chúc mừng. Cảm ơn. Rồi, mời bạn về chỗ. Thưa quý vị, còn một người chơi nữa đó là bạn Phát, và một cơ hội dành cho đội Lanh Chanh đó là sẽ nâng số điểm này gấp đôi lên là 24 triệu đồng. Và trước khi đến với phần dự thi của bạn Phát thì chúng ta hãy cùng dành cho bạn ấy ít phút để bạn ấy chuẩn bị tinh thần các bạn nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi.
Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với vòng chung kết của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Và đội Lanh Chanh còn một thành viên cũng như là một cơ hội để họ có thể gấp đôi cái điểm thưởng mà họ hiện đang có, đến đang là 12 triệu đồng. Và chúng ta hãy cùng xem thành viên cuối cùng, bạn Phát, có làm được điều đó hay không. Mời Phát. Đội trưởng đúng không? Đội trưởng thì bao giờ cũng phải là người gánh cái trách nhiệm nặng nề nhất cho đội của mình. Bạn hãy chọn một đúng và một sai, cân nhắc với sự lựa chọn của mình. Đây là quyết định đó, quyết định quan trọng nhất của bạn. Em nghĩ là anh Khoa Nam từ nãy tới giờ toàn là trả lời sai không. Em nghĩ là lần này anh sẽ trả lời đúng, cho nên em chọn anh Khoa Nam trả lời đúng. Em nghĩ là Phùng Ngọc Huy sẽ trả lời sai. Tại sao? Em suy đoán thôi. Suy đoán thôi. Xin mời Khoa Nam. Nam là một người thường xuyên viết kịch bản đó, rảnh cũng viết kịch bản mà bận cũng thôi, bận sao viết được. Nói chung là những lúc rảnh rỗi không đi làm đạo diễn là ở nhà viết kịch bản, viết tiểu phẩm đó, nên cái chuyện mà để ngồi gõ bàn phím hàng ngày để xác định được là bên phải chữ D nó là ký tự gì, ê xong rồi tí e đúng không? Trời ơi, như vậy là canh chàng Khoa Nam này là anh sai từ đầu mùa tới cuối mùa luôn đó. Phùng Ngọc Huy thì sao? Hey, nói về bàn phím máy vi tính thì các bạn đã biết rồi, Huy là một người rất là thích chat. Thích chat, chat li, chat lì, chat lì, chat lì. Trong một ngày mà Huy có thể chat khoảng chừng nếu mà tính ra tờ A4 thì khoảng 8 tờ. Một ngày Huy chat tính trung bình là khoảng 8 trang tờ giấy A4. Bên tay phải của chữ D là chữ gì? Chắc chắn rồi, đó là chữ chữ F. Tiếc quá. Phải chi mà đảo vị trí của hai người này lại một cái là mình đã chiến thắng ở cái câu hỏi này rồi đúng không? Như vậy là bạn cũng đã mất đi cái cơ hội nhân đôi số tiền thưởng dành cho đội của mình. Rất tiếc, và mời bạn đến ngồi cạnh bạn Oanh trên chiếc ghế mắc cỡ. Thưa quý vị, thật là đáng tiếc. Nhưng mà đây cũng chính là những cái điều mà chúng ta hết sức là bất ngờ, thú vị khi chúng ta khám phá về những người nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến. Và với những người chơi của chúng tôi thì cũng như thế, họ sẽ có thêm những kiến thức mới lạ nè. Bên cạnh đó còn có những số tiền thưởng hấp dẫn mang về cho nhà của mình. Và như đội Lanh Chanh ngày hôm nay đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn, điểm số còn lại của họ, điểm thưởng mà họ sẽ mang về cho mình, đó là số tiền thưởng trị giá 12 triệu đồng. Nào bây giờ xin mời ba thành viên của đội Lanh Chanh đến đây. Mời Lam. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một buổi tối thật là vui với chương trình Bức Tường Bí Ẩn cùng với đội Lanh Chanh. Cảm ơn các bạn đã đến chương trình cũng như chia sẻ cho tất cả mọi người những kiến thức cũng như là những niềm vui, những nụ cười thật là dễ thương. Còn bây giờ thì chương trình Bức Tường Bí Ẩn xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình của chúng ta cũng đang được phát sóng trên đài truyền Vĩnh Long 1 đó. Không quan tâm đến tài chính như bác thì làm sao mà nhớ được. Nó nghe nè, có leo leo cũng leo leo vừa vừa thôi. Chỉ có thể in trên tài tiền polymer. Chúc mừng. Đáp án của chương trình đó là